Hello, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với Bạch Tuyết Channel Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình lại tiếp tục ra vườn để chăm sóc những cái cây rau củ phía sau nhà mình. Mặc dù thời tiết ở miền Bắc California đã gần giữa tháng 5 nhưng mà vẫn còn lạnh. Thì một số cây thích lạnh phát triển rất là nhanh và tốt, giống như là dâu tây, xà lách, rồi su su. Đây là dàn su su của mình năm trước. Mình muốn quay tí xíu để chia sẻ đến cho cả nhà. Vì hôm nay mình sẽ bắt đầu cắt đọt su su cũng như tỉa lá và bón phân cho su su để cho su su ra nhiều trái. Năm trước mình trồng có một cây su thôi nhưng mà cho ra rất là nhiều trái. Mặc dù mình ăn rồi mình cho gia đình, cho bạn nhưng mà cũng vẫn còn rất là nhiều. Và mình sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm mà mình có được của năm trước đến cho cả nhà mình, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu trồng su su để các bạn trồng được thành công và cho ra nhiều trái để cho gia đình mình thưởng thức nha. Sau khi mình ăn trái xong thì dàn su của mình khi trời lạnh cũng đã tàn đi, thì mình cắt bỏ những cái phần trên, chừa lại từ cái phần gốc lên khoảng 1 mét thôi. Thì mùa đông cây su su của mình vẫn sống mà mình không cần phải trùm hoặc bao bọc lại nha. Bây giờ thì su su của mình cũng đã qua khỏi dàn. Lúc này thì mình sẽ bắt đầu cắt đọt su su và tỉa bớt những cái lá già ở dưới gốc để cho cây su mình được thông thoáng, cũng như cắt bỏ những cái đọt nào không cần thiết, rồi mình bón phân, bón đất thêm cho su su. Đây cả nhà thấy không, cái gốc su của mình nó tùm, cho nên bây giờ mình sẽ cắt hết những cái lá này và những cái đọt không cần thiết để cho nó thông thoáng, rồi mình bón phân, bón đất vào cho nó dễ nha. Mình sẽ tỉa hết những cái lá ở dưới gốc và những cái đọt mà các bạn thấy không có phát triển tốt thì mình cũng cắt bỏ luôn nha. Khi mình cắt bỏ những cái nào không cần thiết thì mai mốt nó sẽ đâm ra rất là nhiều chồi non và tốt hơn nữa nha.
Đây giống như cái nhánh này ha, đây là nhánh phụ nè, nó mọc ra và nó không có khỏe như cái nhánh chính, cho nên mình cắt bỏ luôn. Những cái đọt su này mình giữ lại để mình luộc sơ rồi mình xào tỏi ăn rất là ngon nha. Ăn ngon giống như đọt mướp Việt Nam mình vậy đó. Bây giờ cây su của mình cũng đã thông thoáng và mình cắt bấy nhiêu đó thôi. À, khoảng 7 ngày, 10 ngày nữa mình sẽ tiếp tục cắt. À, lâu lâu mình cứ tiếp tục cắt những cái lá già bỏ nha. Su không cần phải có nhiều lá đâu. À, nếu nhiều lá quá thì nó sẽ không cho ra nhiều trái nha. Khi tỉa lá thì các bạn nhớ tỉa những cái lá già và những cái đọt xấu thôi nha. Đây các bạn thấy cái đọt su rất là ngon nha. Bây giờ mình lấy những cái đọt này vô mình xào tỏi mình ăn cơm rất là ngon. Mình mê đọt su lắm luôn đó. Ở đây thì mình có tiền mình cũng không có mua được tại vì ở chợ họ không có bán những cái đọt su này đâu nha. Và giờ mình sẽ cắt những cái đọt su mà nó đã qua khỏi vàng. Còn những cái đọt ở dưới thì mình chờ nó lên tới qua khỏi vàng mình hạ cắt nha. Để cho nó bò ở trên vàng luôn. Khi mình cắt cái đọt su á, thì mình cắt vừa qua khỏi cái lá như vậy nha. Khi mình cắt bỏ một cái đọt chính như vậy thì mai mốt nó sẽ nhảy ra vài cái đọt phụ nữa. Mà nếu nhảy ra nhiều đọt phụ á, thì mình có nhiều trái nha. Cho nên lý do mà mình cắt những cái đọt su là như vậy. Sau khi mình cắt đọt su và tỉa lá su xong thì mình cũng sẽ cho thêm đất và phân vào cho cây su su. Đó, mình đã cắt những cái đọt mà bò lên vàng rồi. Còn những đọt còn lại mai mốt nó bò lên thì mình cũng sẽ cắt tiếp tục nữa nha. Cái hộc su su của mình năm trước nó hơi chật. À, với lại rễ của su su nó ăn lên trên mặt đất. Thì hôm nay ông xã mình cũng đã dùng gạch để tấn thêm cho nó rộng. Để mình bón thêm phân vào đất cho nó nè. Mình không có bỏ đầy hộc tại vì mai mốt rễ su nó phát triển thì nó sẽ mọc lên trên mặt đất. Lúc đó mình sẽ thêm đất vào nữa. Và giờ mình sẽ cho 2 muỗng ăn canh bone meal vào xung quanh gốc cây su của mình. Bone meal có tác dụng giúp cho bộ rễ phát triển mạnh và cho ra nhiều đọt và trái. Sau đó mình tưới nước cho thật là ướt đất.
Đây là loại đất mà mình dùng cho cây su su nhà mình. Còn đây là bông miu. Bông miu thì mình dùng loại này, còn ở nhà các bạn có loại nào thì dùng loại đó cũng được. Hai loại đất và phân này thì mình mua ở Home Depot đều có nha. Sau khi mình cắt đọt su, tỉa lá và bón đất, bón phân cho cây su su thì bây giờ cây su su phát triển rất là tốt và cho ra nhiều đọt. Bây giờ thì mình cũng có thể là cắt bớt những cái lá phần dưới tiếp tục nữa nha. Các bạn thấy cái đọt su của mình không nè? Nó to và nó ú dễ sợ luôn nè. Còn cho ra trái nữa chứ. Nhưng mà mình nghĩ chắc là trái nó sẽ không có đậu, tại vì thường trái su nó sẽ có vào tháng 8. Giờ mình xin dừng video tại đây. Cũng mong là chút xíu kinh nghiệm của mình giúp được cho một số bạn mới bắt đầu trồng su, trồng được tốt hơn và trồng được nhiều trái nha. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông kế bên để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới ra. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn thương yêu và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chúc cả nhà mình luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an và xin hẹn gặp lại với cả nhà video tiếp theo. Bye bye. Thank you.